mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Thân Khuyển Mã. Mấy năm trước tôi qua Mỹ thăm bạn, được dẫn tới một khu vườn vui chơi nổi danh để tham quan. Tiến vào cổng lớn không xa thì thấy có một chiếc xe thổ mộ rất sang trọng vừa đổ lại ngay trước mặt chúng tôi. Tôi bị màu lông trắng tuyết của con Tuấn Mã thu hút. Nó rất đẹp, đầu ngẩng cao, lông trắng mướt như nhung và cái bờm dài tuyệt mỹ. Chiếc yên ngựa vàng chiếu lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời kali tươi đẹp, càng tăng thêm phong thái uy vũ bất phàm. Con ngựa chở du khách đi theo con đường cố định, người ta vừa tận hưởng thú vui quý tộc, vừa tha hồ ngắm cảnh thỏa thích mê ly. Chúng tôi không lên xe, chỉ nhìn theo con Tuấn Mã khỏe mạnh đang kéo xe rời xa. Đoàn chúng tôi mãi vui chơi đến chẳng hay biết trời đã tối. Lúc quay về, khi đi ra gần tới cổng lớn, tôi thấy con Tuấn Mã vẫn còn đang phục vụ chở khách. Nhưng lúc này thần thái của nó không còn anh Tuấn hiên ngang, đầu cúi rũ, lê bước mệt nhọc, chứng tỏ nó rất đuối sức, hụt hơi. Tôi nhìn bộ dạng nó, từ sáng sớm đến giờ lao động ít nhất cũng phải 20 tiếng, trông nó đờ đẫn mà đau lòng. Tôi lang mang suy nghĩ, chẳng biết con Tuấn Mã này kiếp trước nó đã tạo nghiệp gì mà đời này sinh làm Tuấn Mã, phải ở đây kéo xe suốt ngày. Hôm nay đã có biết bao nhiêu du khách ngồi cho nó kéo, và một năm có biết bao nhiêu người. Không lẽ kiếp trước nó thiếu nợ đến gần ấy người ư? Sau khi về nước, tôi đem chuyện này thỉnh giáo sư phụ. Hòa thượng Diệu Pháp bảo, con ngựa đó đời quá khứ từng là người da trắng, làm chủ hàng trăm nô lệ da đen. Trong trang viên của ông có hơn trăm nô lệ làm việc, họ hứng chịu đủ mọi lăng nhục, hành hạ áp bức của ông. Sau khi ông chủ da trắng này chết đi, lập tức đọa địa ngục thọ khổ, mạng báo ở địa ngục, đi đầu thai vào cõi thú, sinh làm con ngựa này, mang ngoại hình tuấn tú mỹ miều, thể lực mạnh mẽ, trở thành công cụ kiếm tiền cho chủ, nếm lại cái khổ làm nô dịch. Cho dù những nô lệ kiếp trước bị y áp bức bóc lột đầy ải, chỉ có hơn trăm người, nhưng bởi vì y hung tàn và ngược đãi đám nô lệ da đen quá mức. Đây không những là phạm tội đáng xấu hổ đối với nô dịch, mà đối với hành vi phi nhân tính, tức là xúc phạm chà đạp con người quá quắt, thì y đã có lỗi với toàn nhân loại. Do vậy mà ngày nay y phải chịu người điều khiển cưỡi ngồi, không được nghỉ ngơi. Đó là quả báo y phải trả. Tội nghiệp của y sâu nặng, chẳng biết còn phải làm trâu ngựa hằng bao lần nữa. Đến cuối cùng, khi y được chuyển sinh làm người, thì phải mang thân phận bần cùng hạ tiện, khổ hết chỗ nói. Tôi nghe xong trong lòng tỉnh ra. Ai mà ngờ con Tuấn Mã khả ái đáng thương này lại có quá khứ chẳng vẻ vang như thế. Tôi thầm nghĩ, nhất định phải tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho con Tuấn Mã, để nó sớm chuộc đền tội nghiệp, thoát ly biển khổ. Đồng thời còn phải niệm Phật siêu độ cho các nô dịch, xoa dịu oán khí xung thiên của họ. Lúc này Hát cư sĩ ngồi cạnh bên tôi, bà là Hoa Kiều định cư ở Mã Lai, đột nhiên hỏi, thưa sư phụ, nhà chúng con hồi ở Hương Cảng có nuôi một con chó tên là Misu, từ nhỏ đã bầu bạn thân thiết với chúng con. Sau khi cả nhà quy y ăn chay rồi, con chó này cũng rất có tính linh, không lâu thì nó bỏ ăn thịt ăn chay theo, khiến cả nhà con hết sức là vui mừng. Gia đình chúng con giờ đến Mã Lai rồi thì 2 năm sau Misu chết. Chúng con rất là buồn. Mẹ con có đến chùa lập bài vị cầu siêu cho nó, còn tổ chức pháp sự chúc phúc cho nó. Chẳng biết giờ nó đã sinh vào cõi thiện chưa. Mong sư phụ từ bi quan sát giúp giùm chúng con với. Trầm ngâm một lúc, sư phụ mỉm cười nói, con chó này
nhờ đời trước ở nhà người nghe kinh, ăn chay, chết rồi được các ngươi tụng kinh cầu siêu cho nữa, nên nó đã chuyển sinh làm người rồi. Hiện cũng đang ở Mã Lai, là một cô gái 17 tuổi xinh đẹp. Nghe hòa thượng nói xong, hát cư sĩ im lặng, bấm đốt tay, rồi kinh ngạc lẫn vui mừng la lên: "Sư phụ, ngài thật sự hay quá. Mì sư chết tính đến nay cũng đúng 17 năm. Xin ngài hãy cho con biết cô gái ấy hiện giờ đang ở đâu, tên là gì, con rất muốn gặp cổ." Sư phụ và mọi người tại hiện trường đều cười. Tôi hỏi hát cư sĩ, nếu tìm được gặp cổ, bà sẽ nói gì? Bà sẽ nói là: "Em ơi, trước đây em là con chó nhà chúng tôi nuôi ư? Cổ mà không đánh bà mới là lạ đó." Hát cư sĩ cũng bật cười vì sự vô ý trong nỗi của mình. Sư phụ hiền hòa nói: "Có duyên thì sẽ gặp nhau, rồi sẽ có ngày nó cùng gia đình bà hội ngộ. Vừa gặp đôi bên sẽ thấy rất thân thiết, và nó sẽ báo đáp gấp bội. Lời xưa nói, bách niên tu đắc đồng thuyền độ, tức là tu trăm năm mới được đồng thuyền. Cho nên chúng ta hôm nay được đồng sự, đồng quê hương, có bạn bè, thân quyến, thậm chí bao gồm luôn cả cựu nhân, đồng tụ hội, thì xem như là đã có duyên từ nhiều kiếp. Vì vậy, chúng ta phải kết thiện duyên cho rộng, gắng sức giải trừ ác duyên, cùng chung sống hài hòa, bảo tồn thiện khí, chung tay xây dựng một cõi cát tường." Sư phụ từ bi như thế đó, ngài khéo nhìn căn cơ mà giáo hóa. Lần bái thăm này khiến tôi thu được lợi ích rất lớn. Ha ha ha,